sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Một sự kết thúc, một sự biến đổi. Nếu tình yêu không hạnh phúc thì hãy kết thúc và mở một lối đi riêng để chấm dứt sự đau khổ. Anh ký đi. Thật sự thì em cũng không muốn đâu, nhưng mà em mệt quá, em chịu hết nổi rồi. Em không thể nào sống một cuộc sống kiểu như vậy được nữa. Ký đi. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi sai của anh rồi, anh sẽ sửa mà. Anh có biết là anh nói câu đó với em bao nhiêu lần rồi không? Và đã lần nào làm được chuyện đó hay chưa? Lần nào cũng chứng nào thực đấy hết trơn á. Mà thôi bỏ qua đi. Cái vấn đề bây giờ không phải là cho anh một cơ hội hay là vấn đề em còn tin anh nữa hay không, mà vấn đề là em rất mệt. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ chưa? Còn Hà My mà, Hà My nó cần cả bố lẫn mẹ mà em. Thì có sao, em có thể làm được cả bố lẫn mẹ. Anh nghĩ trước giờ trong nhà anh đóng vai trò gì? Anh ký đi. Thật ra bây giờ có tiếp tục nữa cũng chả làm được cái gì đâu. Đi con. Mẹ ơi, con không muốn đi đâu. Con muốn ở nhà chung với ba mẹ. Không em, không có được đâu. Nếu mà anh không đi á, để mẹ con tôi đi cho. Khoan đã. Thôi được rồi, anh sẽ đi, mẹ con em cứ ở lại. Chồng mới đi làm về hả? Ừ. Chồng mệt không? Ngồi xuống đây. Dạ. Em lấy nước nha, lấy nước cho chồng uống nha. Chờ em xíu. Ê, có nước liền. Dạ chồng ơi, nước đây. Nước đây chồng ơi, chồng uống miếng nước cho mát nha. Em nói bị gì vậy? Ý chồng, chồng đói bụng chưa? Ăn cơm nha, em nấu cơm hết trơn rồi. Em dọn cho chồng nha. Chồng đi tắm rồi xuống ăn cơm liền nha chồng nha. Nha, em chờ nha. Em chờ chồng nha. Trời, ông chích thì sao mà ngọt ngào dữ vậy ta. Nấu cơm đi nha em. Oh.
anh sao vậy? Hồi nãy á, em thấy anh rửa chén á, trời ơi là em mừng rơi nước mắt. Còn giờ anh dành lau nhà nó thôi, lên xem TV đi để em làm chứ. Để anh, từ nay á, anh sẽ phụ em làm việc nhà. Chứ em vừa đi làm về, rồi con cái, rồi nhà cửa nữa. Anh thấy có lỗi với em quá. Trời ơi, chết rồi, chồng em bữa nay sao vậy ta? Chết rồi, bị ai dựa rồi đúng không? Rồi. Em đang dựa anh á. Vậy à? À, anh lau nhà nha. Em lên em tắm con. Tắm cho con xong, xuống tắm cho anh nha. Ôi, anh bị nham nhở quá, anh bị thấy ghê á. Tự tắm đi. Alo bà Hân hả? Thành công rồi. Cuộc sống là nhiều mảnh ghép. Mỗi mảnh ghép gắn liền với một số phận, với nhiều khiếm khuyết. Chính những khiếm khuyết đó tạo nên một bức tranh cuộc sống vô cùng thi vị. Đúng rồi. Chỗ này nè. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Y chang như Ngọc Hân tả luôn đó bà. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Chào bà hai chị. Chào em. Dạ, hai chị uống gì hay có cần gì không? Thôi đợi bạn chị tới gọi được không? Dạ được, dạ được. Hỏi luôn. Em dạ. Chị nghe nói quán mình có một bà nào đó coi bói tao rất giỏi lắm đúng không? Em chỉ thử chị đi. Dạ, ở đây không có bà. Có, bạn chị nói ở đây có. Đúng rồi, đến bên nè, mình cái này đến là gặp. Dạ, bà đó trẻ lắm, chứ không có tới bà đâu. Dạ tại vì là em ạ. Gì? Dạ. Giỡn hoài, trời ơi. Rẻ gì mà làm sao mà có được. Tưởng mặt ủi quá như vậy là bói được hả trời. Chị không tin, chị lên mạng chị search công chúa Tarot đi là ra em. Công chúa Tarot hả? Đó luôn hả? Để từ từ tôi làm. Rồi bà ơi. Đúng rồi. Mấy nhìn lực lai nè. Ê giỏi quá hả? Ê cái mặt y chang luôn, có khác bộ đồ đây hả? Ê đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, trẻ mà giỏi quá, sợ luôn vậy đó. Đi ngay này coi giùm chị. Coi trước luôn đi. Vậy là hai chị muốn coi tarot đúng không? Đúng rồi. Rồi, hai chị đợi em xíu. Ok. Đó, tôi nói có sai đâu. Kể từ ngày mà tôi sử dụng cái chiêu này nha, là chồng tôi không bao giờ về nhà mà nằm coi tivi, mà lúc nào cũng phải phụ giúp công việc nhà với tôi hết á. Tôi cũng vậy nha. Trời ơi, lâu rồi đâu có nói chuyện mà đàng hoàng ngọt ngào với ảnh đâu. Cái bữa nay về nói chuyện ngọt ngào mới thấy ngại ngại. Nhưng mà rất là hiệu quả nha. Tôi cũng vậy á. Tôi thấy hay ghê nha. Cái cô gì công chúa Tarot phải không? Trời ơi, mới xài có một chiêu à, mà chồng tôi mấy bữa nay siêng hơn hẳn luôn. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu, xong rồi mấy bà tha hồ coi bói hay là bói toán hay là hỏi tư vấn cái gì cũng được hết trơn. Coi nha. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời. Ngày hôm nay á là định dẫn hai bà này tới đây làm quen với nhau. Không ngờ á là hai bà tới trước luôn. Không hẹn mà gặp trùng hợp quá ha. Đó. Em thấy là lạ lắm luôn á. Em không nghĩ là mấy chị quen nhau, không những quen mà còn thân thiết nữa. Không phải. Em biết sao không? Tụi chị chơi với nhau lâu lắm rồi. Từ cái hồi phổ thông ha. Đâu có thân gì đâu trời. Không, nhưng mà tại vì thiệt chơi từ nhỏ rồi chứ không có nghỉ chơi, không có nghỉ chơi. Thiệt ra là nếu chơi nghỉ chơi cái nhóm này á thì ở ngoài không ai chơi với tụi mình hết. Có mình bà. Có mình bà không ai chơi thôi đó. Nhưng mà nói nghe, tôi có ý này hay lắm nè. Sẵn đông đủ hết tất cả mọi người ở đây, hay là mình lập một hội đi. Ê, tôi thấy được á nghe. Nhóm tụi mình á bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng hết trơn rồi. Bây giờ cứ lập hội đi, lâu lâu mình tụ tập cũng vui mà. Hội gì? Cũng được á. Hội gì? Mình lập cái hội á. Cái hội thì chưa có biết tên, nhưng mà mình lập cái hội trước đi. Là gì quá, tự nhiên lập cái hội mà không có tên. Cái chuyện không có kế hoạch gì chứ. Thì từ từ mình đặt cái tên sau. Cái vấn đề quan trọng á, mình lập một cái hội đi. Cái mỗi cuối tuần mình sẽ chọn cái nơi đây là một cái điểm hẹn. Đến đây có đồ uống ngon nè, có cô chủ quán xinh đẹp xem bài cho chúng ta nữa. Chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau, được không? Được. Khoan, cho em. Em có ý kiến. Ủa nói vậy là em cũng được vô hội hả? Được. Em ơi, em là cái niềm vinh hạnh của nhóm chị, tại nhóm chị hồi đó giờ không có kết nạp ai hết trơn á. Mà em nè, vừa trẻ nè, vừa tươi mà vừa tâm lý nữa. Nó cái tự nhiên giải quyết hết mọi chuyện của mình đúng không? Đúng rồi. Vấn đề quan trọng bây giờ lập hội là em là nhân vật chính thôi, chứ tụi chị cũng là bên dưới với em thôi. Đúng rồi, mà em là được cưng nhất tại vì em nhỏ tuổi nhất đúng không? Dạ. Lát có cơ hội phục vụ tụi chị nè. Đúng rồi. Tại vì tụi chị là những bà mẹ rồi, cho nên là người nào mà chưa có con thì phải phục vụ cho những bà mẹ. Đúng rồi. Đi làm nước đi em. Nè thôi, cái bà kỳ quá.
sao? Làm như lợi dụng người ta vậy đó. Nó thích kè, nó thích kè. Thích đâu mà nó vui quá trời, cười cười đi em. Thôi, thôi, không có gì phải lo hết trơn á. Dạ. Tụi chị không có sống lợi dụng như vậy đâu. Tụi chị rất là tình cảm với nhau. Ngày hôm nay không phải làm nước nữa, mà em sẽ làm được một nhiệm vụ quan trọng, cao cả. Nhiệm vụ gì chị? Bao nước từ tụi chị và xem bài miễn phí. Tôi gồm có 6 người. Tôi là người nhỏ tuổi nhất. Các chị thân nhau từ hồi còn đi học trung học. Các chị đều đã là 30 tuổi nhưng cực kỳ yêu thương lẫn nhau. Nhóm chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây thứ 6 hàng tuần để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nào, nếu muốn biết tương lai của bạn như thế nào, hãy tìm tôi. Có những muốn buông xuôi đều lo cho chính ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả, tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia, em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em giấc mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây, vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắp gần sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tí thương. Mẹ biết sữa em đây.